tối ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết khu vực miền Bắc, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023. Đây là cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng Tri thức Thanh gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với tập đoàn FCF tổ chức. Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, cuộc thi là sân chơi dành cho nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 đang học theo bậc đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đây cũng là hoạt động ngoại khóa nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các nữ sinh viên Việt Nam. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về đức, trí, thể, mỹ của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung, đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện. Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 đã thu hút được hơn 1.000 bạn nữ sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đăng ký tham gia dự thi. Sau vòng casting được tổ chức tại 3 khu vực là miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam, ban giám khảo đã lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc để bước vào vòng chung kết 3 khu vực được tổ chức tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vòng chung kết khu vực đầu tiên, khu vực miền Bắc, các thí sinh đã trải qua các phần thi gồm thi tìm hiểu kiến thức xã hội và tài năng, thi trình diễn trang phục tự chọn, thi trình diễn áo dài để lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết toàn quốc. Kết quả, giải Á khôi 1 khu vực đã thuộc về thí sinh Trịnh Ngọc Trinh, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải Á khôi 2 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Hải Vân Anh, Trường Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải nữ sinh viên được yêu thích nhất miền Bắc thông qua cổng bình chọn cho thí sinh Trịnh Huyền Mai, Trường Đại học Ngoại thương.